cái con tê giác mà tôi nhìn thấy ở trong thảm cỏ viên, cái vết vải của nó rất là không bình thường, không tự nhiên, tức là nó quá phẳng. Nghi vấn tê giác trong thảo cầm viên bị khai thác rừng trái phép. Cảm ơn quý vị đã bật TV lúc 18:30 để theo dõi chương trình của chúng tôi. Vừa rồi là những tin tức nổi bật và còn nhiều thông tin đáng quan tâm khác đang chờ đợi quý vị. Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, thảo cầm viên ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nuôi dưỡng 5 cá thể tê giác. Tuy nhiên thì một con trong số đó đã có sừng gần như là bị cụt đến tận ngọn. Liệu có hay không việc con tê giác này bị cắt mài để lấy sừng? Ghi nhận của nhóm phóng viên Chuyển động 24 giờ. Sau lưng tôi là một trong 5 cá thể tê giác trắng tại thảo cầm viên Sài Gòn. Con tê giác này có đặc điểm là chiếc sừng thứ hai đã bị mài vẹt khá nhiều, khá rõ so với sừng của những con tê giác còn lại. Tuy nhiên, lãnh đạo thảo cầm viên khẳng định việc quản lý sản phẩm động vật ở nơi này rất chặt chẽ, không ai có thể thực hiện được việc lấy sừng. Thì cái sự mài của nó là cũng bình thường, nhưng mà cái mức độ mài của nó thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ nhiều hơn ngoài thiên nhiên. Thế thì cái này là chúng tôi khẳng định là hoàn toàn là con tê giác nó tự cọ sát và mài mòn, chứ không có tác động của con người. Giải thích thêm, ông cho rằng sự mài mòn sừng đối với tê giác kiểu như vậy là không hề hiếm. Tuy nhiên, đại diện của Tổ chức Cứu trợ Hoang dã Việt Nam với nhiều năm nghiên cứu về tê giác thì có ý kiến khác biệt. Mà nó cọ như vậy thì ngay thì cái sừng lớn, sừng chính nó cũng phải bị mòn đi, nhưng mà nó vẫn phải còn phải nguyên cái hình của cái sừng nhọn lên như thế. Thì cái con tê giác mà tôi nhìn thấy ở trong thảo cầm viên, cái vết vạt của nó rất là không bình thường, không tự nhiên, tức là nó quá phẳng. Là rất khó để có thể con tê giác có thể cọ như thế nào để nó có thể phẳng như vậy được. Không hài lòng với câu trả lời của thảo cầm viên, đại diện Tổ chức Cứu trợ Hoang dã cho rằng cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng nhằm có kết luận chính thức về vụ việc.